Kính thưa quý khán thính giả yêu mến, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga vẫn có thể sản xuất loạt vũ khí tân tiến, trong số này có thiết giáp hiện đại Boomerang. Theo Avia, thiết giáp hiện đại Boomerang được coi cuộc cách mạng trong chiến lược thiết xa vận của Nga. Mới đây người ta thấy loại thiết giáp hiện đại Boomerang của Nga tiếp tục được xuất xưởng bất chấp những khó khăn do lệnh trừng phạt của phương Tây. Việc tiếp tục sản xuất các loại vũ khí hiện đại bất chấp việc bị phương Tây đóng băng nguồn chip cho thấy sự thích ứng khá tốt của nền công nghiệp quốc phòng Nga. Với thiết kế hiện đại, bọc giáp tốt, cửa đổ quân hợp lý cùng với hệ thống vũ khí cực mạnh, đây được coi là con voi thép trên chiến trường. Được thiết kế để thay thế vai trò của dòng xe bọc thép huyền thoại BTR-80/82, Boomerang mang trong mình những tinh túy nhất của công nghệ chế tạo xe bọc thép chiến trường của Nga. Boomerang mang trong mình khả năng cân bằng giữa sức mạnh hỏa lực cùng khả năng bảo vệ. Các dòng xe bọc thép trước đây của Nga mặc dù được đánh giá cao về hỏa lực, nhưng thường bị chê là khả năng bảo vệ kém, đặc biệt là kiểu thiết kế cửa ở trên nóc và ở bên hông rất dễ gây tổn thương cho binh sĩ khi ra vào xe. Khắc phục nhược điểm này, dòng xe Boomerang thiết kế cửa lớn phía đuôi xe. Điều này vừa giúp khả năng bảo vệ tốt nhất cho binh sĩ, lại vừa có khả năng giúp cho binh sĩ cơ động một cách dễ dàng. Hệ thống vũ khí chính trên Boomerang rất đa dạng, thường là các module vũ khí tùy theo từng nhiệm vụ. Trong số này phải kể đến module có sức chiến đấu mạnh nhất là B-05-01 Beret Hawk. Module chiến đấu B-05-01 Beret Hawk do Viện Thiết kế và Chế tạo Máy Tuler, KBB, phát triển, được lắp thay cho module chiến đấu Boomerang BM. Module này bao gồm một pháo 92A-42 cỡ nòng 30mm với súng máy đồng trục BKT-BKTM cỡ nòng 7,62mm, 4 tên lửa chống tăng 9M133 Cornet E lắp đặt hai bên tháp pháo. Ngoài ra, còn có một súng phóng lựu AG-30 và 6 ống phóng lựu khói 902B Tucha. Pháo 2A-42 cỡ nòng 30mm, với cơ số đạn 500 viên, có thể bắn được các loại đạn xuyên giáp và đạn phá mảnh, diệt mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách từ 2.000-4.000m. Súng phóng lựu AG-30 có thể bắn được 3 loại đạn lựu, gồm VOG-17M, VOG-30, GBD-30 với khả năng diệt sinh lực địch ở khoảng cách từ 1.700-2.100m. Tên lửa Cornet-E trang bị trên module Beret Hawk có thể bắn được 5 loại đạn, gồm đạn chống tăng Tandem 9M133-1, 9M133-2. Bên cạnh đó là việc trang bị đạn nhiệt áp chống bộ binh 9M133-1, 9M133-2 và 9M133-3. Tên lửa Cornet-E có thể xuyên qua lớp giáp dày từ 1.000-1.300m sau lớp giáp phản ứng nổ, ERA và tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách đến 5.500m. Module chiến đấu Beret Hawk trang bị hai kính ngắm riêng biệt dành cho trưởng xe và pháo thủ, cho phép họ có thể hoạt động ở chế độ tìm và diệt. Kính ngắm của pháo thủ gồm 4 ken, quang học, ảnh nhiệt, đo xa laser và ken điều khiển tên lửa chống tăng. Kính ngắm của trưởng xe cho phép nhìn toàn cảnh với đo xa laser và ken quang tuyến truyền hình. Ngoài hỏa lực mạnh thì bên cạnh đó mẫu xe bọc thép này còn được trang bị hệ thống giáp bảo vệ đa lớp tích hợp trên thân. So với các dòng BTR trước đây, Boomerang có kích thước lớn hơn. Hệ thống động cơ được đưa ra phía trước của xe nhằm tăng không gian sử dụng bên trong xe, còn tổ hợp vũ khí tự động của nó được đặt lùi ra phía sau xe thay vì phía trước, như BTR. Duy trì độ cơ động cho chiếc xe bọc thép nặng hơn, 20 tấn này là một động cơ tăng áp diesel có công suất 500 mã lực giúp chiếc xe có thể chạy với vận tốc tối đa 95 km/h trên cạn và 15 km/h khi bơi, tầm hoạt động 600 km. Ngoài kiếp điều khiển 3 người, Boomerang còn có thể chở theo 7 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Ngoài trang bị trong nước, Nga cũng đang tiếp thị để xuất khẩu Boomerang ra thị trường thế giới, đặc biệt là các quốc gia vốn có truyền thống sử dụng các loại thiết giáp BTR trước đây. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.